Vậy là em thay mẹ để bày tỏ điều này hả? Dạ đúng rồi anh. Rồi em nắm hết câu chuyện chứ ha? Dạ thì mẹ em chỉ kể đến như vậy thôi, còn nếu mà anh hỏi chi tiết á, thì để em gọi luôn điện thoại cho mẹ em, gọi ba bên cũng được. Rồi không cần đâu em, phiền lắm mà mất thời gian lắm. Dạ. Em ngẩng cái máy thêm một chút xíu nữa, ngẩng thêm chút xíu nó hơi bị cắt cái trán của em á, ngẩng thêm chút thôi. Rồi 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 ok. Rồi em cho anh biết tên của em Em tên Trần Thị Thanh Hằng. ha. Trần Thị Thanh Hằng. Rồi rồi hôm nay Hằng kết nối là để kiếm ai Hằng ha? Anh trai ruột của em ạ. Anh trai ruột. Rồi hồi đó câu chuyện như thế nào Hằng kể từ đầu đến cuối Dạ. cho anh nghe. Dạ rồi, em kể lại. Thì hôm qua em có search lại lịch sử đó, thì cái khoảng thời gian mà thất lạc đó là cái khoảng thời gian mà bà đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất đó anh. Thì mẹ em kể lại á là anh trai em sinh vào 11 tháng 1 năm 68 theo lịch âm. 11 tháng 1 năm 68. Thì sau mới vừa sinh xong mấy ngày á thì đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất gì đó thì nó mới nổ kho đạn ở Gò Giáp anh. Thì khi mà nổ kho đạn vậy thì mọi người chạy tị nạn. Thì lúc đó mẹ em cũng mới sinh đang còn yếu á, thì mẹ em ẵm anh trai ra ngồi ở khu vực cầu hang để tị nạn. Thì do là mẹ em mới sinh và đang còn yếu và chạy tị nạn á, rồi mẹ em ngất, thì mẹ em nói là lúc đó là sẽ được lính Mỹ cứu hộ đưa vào bệnh viện Từ Dũ. Thì mẹ em nói là khi vào Từ Dũ á thì bắt buộc là phải tách bé với mẹ ra để điều trị. Thì bé được chuyển qua chỗ sơ sinh, còn mẹ em thì điều trị riêng. Thì trong lúc mà điều trị á thì mẹ em nói là bệnh viện lúc đó là do chiến tranh mà lúc đó bệnh viện quá tải và nó rất là lộn xộn. Thì mẹ em có nghe nói là nghe các sơ trò chuyện với nhau á thì nói là cần phải chuyển các bé đi nơi khác điều trị tại vì hiện tại là bệnh viện quá tải rồi. Và như là mẹ em nghe đâu là đưa 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 sang Pháp hay sao đó. Thì đến ngày 19 tháng 1 năm 68 thì lúc đó là mẹ em với anh trai em bị thất lạc luôn. Thì mẹ em nói là lúc mà vô bệnh viện á, thì người ta có đeo cho cái vòng tay tên kiểm soát để kiểm soát cái vòng kiểm soát á, thì trên vòng tay đó có ghi là Trần Hoài Phương ạ. Trần Hoài Phương là tên của người anh Tên Hoài là mẹ, dạ tên mẹ đặt cho anh trai ạ. Phương. Trần Hoài Phương. Dạ. À lúc đó là anh của em là được bao nhiêu thời gian tuổi? Mới được có vài ngày thôi anh, nếu mà từ ngày 11 đến ngày 19 là có 7 ngày tuổi hả anh? Mới được 7 ngày tuổi. Dạ vâng ạ. Tội nghiệp ha. Bởi vậy rồi sau đó thì mẹ em điều trị xong rồi thì là có nghe nói là người ta có gửi Dạ không, dạ là nghe các sơ nói với nhau như vậy thôi, còn thực hư như thế nào thì không có rõ anh vậy ạ. qua Pháp hả? Thực hư thì không biết, chính xác thì không biết, nhưng mà có Dạ nghe đúng rồi. nói Dạ đúng rồi, nghe như vậy thôi. vậy. Mẹ em tên gì? Mẹ em tên là Phủ Thị Cúc. Phụ thì cũng cũng hy vọng là hy vọng là trong cái ví dụ như hồ sơ này kia người ta có viết tên mẹ ha, hy vọng như vậy ha. Dạ. Tại vì coi như là tên anh trai thì cũng có tên, nếu mà người ta có nhập hồ sơ thì có tên sản phụ và tên tên của trẻ sơ sinh. Dạ. Vậy rồi đương nhiên là anh của em là con Việt chứ đâu có con lai gì đâu em hả? Dạ, công việc 100% anh. Con Việt không liên quan đến con lai. Dạ đúng rồi ạ. Câu chuyện thì nội dung khó vậy thôi em hát. Dạ chỉ có vậy thôi ạ. Ok em, thì anh cũng hy vọng là sau khi cập nhật thông tin lên rồi có may mắn mà anh em có nghe được cái việc này hoặc là có ai nghi ngờ thì người ta sẽ báo lại cho Dạ vâng ạ. mình. Rồi hồi nữa em cho anh mấy tấm hình của mẹ em được không? Dạ được, dạ được. Để em về em tìm lại tấm hình cũ á, để em gửi cái tấm hình cũ, hình trắng đen ngày xưa á, với lại hình bây giờ luôn cho anh ạ. Dạ. Thì qua chia sẻ với cái kênh kết nối yêu thương của anh Vĩ á, thì em cũng hy vọng là được sự hỗ trợ và chia sẻ của cộng đồng để có thể tìm lại người anh trai thất lạc. Thì nếu nếu mà
Nhận được cái nếu mà kết nối được, nếu mà tìm được lại anh trai thì gia đình em xin hậu tạ 3.000 ạ, 3.000 đô ạ. Ủa em ở Việt Nam hay là ở nước ngoài? Dạ em ở Hồ Chí Minh anh. À vậy ha, hay xài tiền đô hả? Ồ dạ em thấy cái kênh của anh, em thấy đọc thông tin cái em làm theo vậy đó. Thì Dạ. có nghĩa là tùy theo ở địa phương, ví dụ như là ở Việt Nam thì họ hay hậu tạ tiền Việt, nhưng mà cái hậu tạ thì lại không bắt buộc, có nghĩa là có bao nhiêu thì cái khả năng của mình bao nhiêu thì hậu tạ bấy Dạ, nhiêu, có đúng nghĩa không? là chừng nào mình kết nối được, mình tìm được đúng người thì mình hậu tạ đúng anh vậy? Đúng đúng Dạ vâng rồi, ạ. đó là Dạ điều dạ đương dạ. nhiên, đó là điều đương Dạ nhiên. Thật ra thì là con người là trên hết thôi, chứ còn cái chuyện mà hậu tạ thì cái tiền bạc nó cũng chỉ là phương tiện để cho mình lo công việc của mình thôi. Dạ. Dạ thì cái này em cũng chia sẻ vậy thôi, chứ thực sự nếu mà tìm được người á, thì cái đó cái phần đó thì lúc đó là nó có thể là nhiều hơn hoặc là như nào đó, thì nó khi đó em tìm được người đó hả? Không bắt buộc, em không bắt buộc này, ví dụ như 50 triệu cái gì đó cũng cũng được, chứ không cần nhận nhất thiết phải nhiều, nhưng mà em cần thiết thì em hậu tạ, như vậy thì cũng có cái sự mà lan tỏa nó rộng hơn đó, Dạ 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 em hiểu. nhiều người Dạ. xem thì đương nhiên cái sự lan tỏa nó sẽ rộng hơn, và cái tiền đó thì mình cũng chỉ mất khi mà kiếm được người thôi, chứ còn khi chưa kiếm Dạ được rồi người em hiểu, thì em không có hiểu. tiền nào Dạ. hết. Dạ. Thời gian quá. Rồi, chào em nhé. Dạ, rồi Rồi, em cảm ơn Vĩ nhiều ạ. có tin gì em báo. Dạ vâng ạ, dạ vâng, em cảm ơn anh. Dạ. À, anh tên gì anh hả? À anh Tuấn. Và hôm nay anh Tuấn kết nối là hình như anh có nghi ngờ anh là có liên quan đến câu chuyện của cô Kim Sinh đúng không? Dạ. Bây giờ đó thì anh hãy kể về cái xuất thân của anh trước, rồi nếu mà đúng á, đúng là trường hợp của cô Kim Sinh nghi á, thì là cô sẽ liên hệ lại. Và nếu mà không có trúng với trường hợp của cô Kim Sinh thì ai sẽ là trùng hợp với cái trường hợp của anh thì hy vọng là người đó sẽ lên tiếng. Dạ. Rồi trước hết là anh nghi ngờ anh sinh năm mấy? À 1978. Dạ. Rồi vậy rồi hồi đó cái xuất thân của anh như thế nào? Anh nghe kể lại như thế nào? Anh kể em nghe. Bây giờ xuất thân của em á, là hồi đó là có cái chú ở gần ở đây là ổng đi lên Sài Gòn, là có cái gì đó ẩm lên Sài Gòn mà về tới Bến Tre Cà Mau nè anh, tới Bến Tre Cà Mau không biết trời tối đi, rồi cái chú ở xóm này mới hỏi cô ẩm con đi đâu mà tối mà cô thấy cô buồn xo vậy, thì cổ mới nói là tôi bây giờ có một đứa cháu, bây giờ tôi cho, bây giờ không biết ở đâu, bây giờ không biết giờ cho ai, giờ về đâu. Rồi chú ở xóm này á là tên Hai Cước, ông tên Hai Cước, ông đi Sài Gòn về á, Dạ. ông tên Hai Cước là ở người cui á, ở trong phố người cui á, Dạ. người vậy rồi bà mới hô lên, bà tính cho một người cháu mà này là người cháu, người là bởi vì trong khi bả ở đây là bả còn ngủ với cái chế là khoảng 16 tuổi, cái chế con của chú Hai Cước là 16 tuổi. À, trong khi bả vậy bả tâm sự bả nói là cũng như là bả người cháu chứ không phải là con đó, là trong khi cái năm 1978 cái giấy khai sinh đó thì em là cũng là tên Tấn luôn, mà ông già thì ông đổi họ em, là không biết có đổi họ em không, không biết, mà như là em họ em là hiện giờ em là Võ Thanh Tấn, Dạ. là hồi sinh đó là bà già với ông già nuôi em, hiện giờ nói là cũng là em là tính tính nữa. Dạ. Rồi, Dạ. bây giờ thế này, cái gì anh biết á thì anh nói trước, rồi hồi nữa đó mà cái gì chưa hết đó thì nói chị bổ sung. Còn khi anh nói chuyện á mà chỉ nói vói vô á thì nó 2 tiếng nó chồng nhau nghe không được. Anh ha. Dạ. Khi nào nếu có cần bổ sung gì thì bổ sung sau anh ha. Dạ. Vậy có nghĩa là ý anh nói là năm 1978 thì là có một người đó là đi xe ở trên Sài Gòn về hướng Cà Mau, và có Về tới ông Cà Mau hồi đó tỉnh Bình Hải dạ, á, hồi đó còn để tỉnh Bình Hải, rồi sau đó đó thì là gặp chú Hai Phước và cho con cho chú Hai Phước hả, cho anh cho chú Hai Phước. Cước, rồi chú Hai Cước con nhiều quá, chú Hai Cước không có sinh, rồi biết ba với mẹ má đây là hồi đó đẻ được
xin em đỡ đầu. Dạ. Đỡ đầu em rồi về, mấy xin em về trên em rồi, về đẻ được 7 đứa em, 6 đứa em trai nữa. Dạ. Rồi cho em hỏi thêm á là lúc mà xin anh về đó thì anh được bao nhiêu tháng tuổi hay là được khoảng khoảng như thế nào? Độ đó khoảng chừng khoảng 3 4 tháng tuổi à. 3 4 tháng tuổi. Đó, người ta nói độ khoảng 3 tuổi lúc đó còn bú, đang bú sữa mà không có sữa mua được trên đường đường mía đó, rồi quậy nước cơm chú bà già nuôi là chú uống vậy á. Dạ. Có mấy người ở gần xóm này cho bú nhờ nữa. Dạ. Rồi Dạ. anh có nghe nói gì về tung tích của người phụ nữ mà đi xe đò từ trên hướng Sài Gòn về không? Em thì không có nghe, mà nhưng là nghe chỉ bà già nuôi nói là thật là như vậy, là có người đó ẩm chứng cho em á, là cái tên em là tên, là bà già hỏi thì tên em tên gì, có tên chưa, Đặng Đạt, thì bà nói em là tên Tấn. Người em là bây giờ thì em lấy họ theo của ông già nuôi là Võ Thanh Tấn á. Dạ. Dạ. Vậy còn cái tung tích của người phụ nữ đó là khoảng bao nhiêu tuổi hoặc này kia thì có nhận dạng gì thêm không? Không, cái người phụ nữ thì nghe em nghe nói là thôi, chứ em không có gần nữa, em không có biết đâu, vì chỉ nghe nói thôi, Dạ thì đó, chứ ý là có nghe nói gì cũng nghe thêm không? nói là khoảng từ 30 đến 31 tuổi trở lại chứ không nữa. Mà bả cũng không có được mập, không, bả vừa vừa rồi à. Dạ. Nếu vậy đó thì anh nghi ngờ con của cô Kim Sinh, thì vị cũng ghi nhận, vị cũng ghi nhận, nhưng mà gọi là để mà xác nhận á, thì thật sự mà nói là nó cũng còn nhiều yếu tố lắm, mà cái sự trùng khớp thì nó chưa có nhiều, không có nhiều. Bởi vì là theo cái phân tích á, thì là cô cho con cô hình như ở đâu Sóc Trăng thì phải, đúng không anh, trong clip nói như vậy đúng không? Dạ. Là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là hình như cho cái bà đó là bà bán nước mía hay cái gì gần gần chỗ chợ hay là rạp hát hay cái gì đó đại khái. Thì nếu ví dụ như mà người phụ nữ đó mà đã sinh con của cô Sinh rồi mà nói đi về cái hướng dưới Cà Mau thêm nữa thì nó cũng không có lý lắm. Nếu ví dụ như có cho chăng thì cho ở khu vực đó thôi. Chứ còn nói cho mà đi đi tuốt dưới Cà Mau để cho thì nó không không có lý lắm. Tuy rằng là trong cái chuyện đó thì mình cũng không có lường được trước sự việc, nhưng mà cái khả năng thì nó không có cao. Theo chúng vị nghĩ là khả năng không không cao lắm. Tuy nhiên á, thì là em cũng ghi nhận cho anh cũng ghi nhận, anh Vĩ cũng ghi nhận cho Tuấn, nhưng mà còn cái việc là nếu ai thấy trùng khớp hơn thì họ sẽ lên tiếng. Bởi vì em cũng nghe lên, em cũng có mở mạng lên coi, cũng có cái cô cái gì đó cũng nói với anh đó, có nghĩa là cũng có tên họ hay cái tên gì đó, em không biết làm sao, mà em cũng gửi lên chương trình không hề cũng như năm nay, cũng mãi hồi năm 2008 tới giờ em cũng không nghe được gì chứ anh. Rồi ok em, việc đó việc của bên kênh khác, anh cũng không ngại khi mà nói thêm về cái việc đó đó. Thì anh sẽ ghi nhận cho em, rồi anh sẽ cập nhật dùm cho em theo những nguyện vọng của em á, thì để xem. Anh tính gì rất là nhiều lắm, bởi vì em thì nên ông em khao khát dữ lắm. Em thì nói chung năm nay em 40 mấy năm rồi mà em cũng chưa biết được gì là của gốc gác của em. Nay là tính ra là 45 rồi, anh bị 46, anh bị 47. Còn Tuấn là 78 đúng không? Rồi thì mình cứ làm cái nguyện vọng của mình đi, còn cái chuyện là ví dụ như là cái duyên tới đâu thì cái việc đó thì xin ơn trên thôi. Dạ, em cũng có điện cho anh mà em cũng chưa có gành điện thoại gì không đó, rồi cái nào nghe thì con em có học nó biết, nó nhắn với em điện anh hoài, điện không được em điện anh có mấy tháng nay không nữa. Tại bởi vì là em làm chưa đúng cách á, bởi vì thật sự á gọi cho anh thì anh cũng kêu em vô Zalo, cho nên là nó để thêm một cái bước nghe điện thoại nữa, cho nên là em vô Zalo vậy là đúng này. Em vô Zalo em trình bày bên Zalo là anh nhận được cái tín hiệu là anh gọi lại liền thôi à. Bởi vì anh còn phải ghi nhận thế này nè, anh còn phải ghi nhận qua hình ảnh nè, mà bây giờ em gọi qua điện thoại thì anh đâu có ghi nhận hình ảnh được. Và ghi nhận hình ảnh đó thì nó còn có những cái tác dụng là ví dụ như ghi nhận qua hình ảnh đó thì là đôi khi ở bên kia họ nhìn thấy gương mặt của em, biết đâu được em giống những người con của mẹ em sau này, ví dụ như vậy đó.
À, cho nên Dạ. là buộc lòng phải ghi nhận qua hình ảnh để mình lấy bằng chứng đấy Dạ. anh. Ừ. Rồi. Em nói dạ. Rồi em nói thêm, em có muốn bày tỏ điều gì thêm không? Ừ. Lúc nào hôm nay thì em cũng mong muốn là có thể như sau này mà có dầu mà cái gì cái xin gì đó không có trùng ý trong cái huyết thống của em á, thì anh cũng có thể như anh gặp có trùng hợp nào anh đó anh ấy được mà được thì em cũng thành lòng cảm ơn rất là nhiều. Rồi ok, rồi để anh sẽ cập nhật cho em nha. Rồi hồi nãy thấy bà xã em có nói thêm cái điều gì đó, hỏi bà xã em có đầy đủ ý chưa, có muốn nói điều gì thêm được không? Bà xã em thì cũng nghe bởi vì bà xã em cũng nghe bà chồng nói cũng Ừ. không cũng gì như cũng y chang vậy đó anh, À là thì có nhiêu đó thôi. sợ nhắc em thêm gì đó. Rồi rồi ok, vậy là cái nội dung là chỉ có nhiêu đó thôi ha. Dạ bây giờ em nói với anh không phải em nói gì như năm nay là em gửi năm 2008 bây giờ năm nay chắc có khoảng mười mấy năm rồi đó mà sao không biết gì chứ em thấy cũng buồn em nhận luôn chồng đợi hoài không dám lúc số hỏi của em là em cuối cùng em bỏ qua xin nói tranh đợi hoài luôn không thấy ở trên trận điện xuống em điện nói là gửi cho bên cái trường hợp tìm kiếm gì đó. Thôi được rồi, cái việc đó thì theo anh nghĩ là có thể là đôi khi cũng cũng khó, cái việc của em cũng khó chứ không phải là dễ. Ừ, cho nên là chắc chưa có tin gì á, có tin thì người ta sẽ báo thôi, không có gì. À, hoặc là đôi khi cái duyên nó chưa tới đó em. Ừ, nha em nha. Tính tính ha. Rồi vậy anh xin ghi nhận đến đến đây rồi. Anh cập nhật lên rồi có ai báo gì thì anh cho Tuấn hay nha. Anh trước mắt em cảm ơn rất là nhiều anh Tấn Sĩ Rồi ơi. rồi rồi ok rồi. Rồi vậy ha. Dạ anh cảm ơn anh nhiều lắm Rồi ạ. rồi rồi chào. Dạ.